Xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 2, kỹ năng life coach nâng cao. Chương 9. Điều chỉnh khung nhận thức. Một bức tranh có thể trở nên đẹp hơn nếu được đóng khung, bức tranh đó cũng có thể bị thay đổi hoàn toàn nếu được thay bằng một chiếc khung khác. Tóm lược. Một khi đã hiểu rõ và đóng khung, điều chỉnh khung nhận thức cũng như sử dụng được các công cụ này một cách linh hoạt, bạn sẽ hiểu vì sao có những khách hàng khước từ gợi ý của bạn hay do dự không muốn lựa chọn bạn làm life coach. Việc giao tiếp giữa hai bên rõ ràng hơn và bạn sẽ đạt được kết quả một cách nhanh chóng khi bạn sử dụng kỹ thuật đóng khung nhận thức với khách hàng. Họ dễ đồng ý với những gợi ý của bạn hơn. Mục đích chính của việc điều chỉnh khung nhận thức là để giúp khách hàng nhận ra được những lợi ích của một tình huống mà họ chưa từng nghĩ đến trước đây. Vai trò của bạn ở đây là làm thế nào để khung nhận thức mới tương thích với kết quả mà khách hàng mong muốn. Việc đóng khung cho một bức tranh không làm bản thân bức tranh thay đổi, nhưng có thể tác động rất mạnh mẽ đến việc cảm giác màu sắc và hình dạng trong bức tranh được làm nổi bật lên hay lu mờ đi, từ đó ảnh hưởng đến ý nghĩa ban đầu mà tác giả muốn thể hiện qua bức tranh. Khung tranh có thể giúp cho bức họa hấp dẫn và cuốn hút hơn, nhưng cũng có thể làm cho nó trở nên nhàm chán và nhạt nhòa, hay thậm chí là không hề đáng chú ý một chút nào. Các họa sĩ được biết đến là có thể dành hàng tuần, thậm chí là hàng năm trời để chọn ra chiếc khung phù hợp nhất cho tác phẩm của mình. Việc đóng khung quan trọng đến mức nhiều khi họ phải thử nghiệm bằng cách đặt nhiều chiếc khung khác nhau xung quanh bức tranh cho đến khi chọn được phương án lý tưởng nhất. Chiếc khung đó hợp với bức tranh là một cách độc nhất vô nhị và tôn lên tất cả mọi vẻ đẹp và giá trị tiềm tàng của tác phẩm nghệ thuật này. Nhưng những chuyện về họa sĩ, tranh ảnh và khung tranh này liên quan gì đến life coach? Việc lắng nghe một câu chuyện và từ đó lựa chọn được chiếc khung phù hợp nhất cho nó là một kỹ năng rất có giá trị. Công việc life coach không đòi hỏi kỹ năng này. Bạn có thể làm life coach mà không có nó. Tuy nhiên, một khi đã hiểu rõ về đóng khung và điều chỉnh khung nhận thức, cũng như sử dụng được các công cụ này một cách linh hoạt, bạn sẽ hiểu vì sao lại có những khách hàng khước từ gợi ý của bạn hay do dự không muốn lựa chọn bạn làm life coach. Bạn cũng sẽ nhận ra cách làm cho cuộc sống của mình và khách hàng trở nên an nhiên hơn, việc giao tiếp giữa hai bên sẽ rõ ràng hơn và bạn sẽ đạt được kết quả mà không cần đầu tư quá nhiều năng lượng và nhiệt huyết vào các ý tưởng của mình. Khi bạn sử dụng kỹ năng đóng khung nhận thức, khách hàng sẽ dễ đồng ý với những gợi ý mà bạn đưa ra hơn là thái độ kháng cự của họ sẽ giảm đi. Kỹ năng đóng khung nhận thức rất dễ học và bạn sẽ cảm thấy thích thú khi luyện tập sử dụng nó với bất cứ người nào mình gặp. Điều này có nghĩa là một khi bắt đầu sử dụng kỹ năng này, bạn sẽ nhanh chóng trở nên thành thạo và không cần tốn nhiều công sức. Đoạn văn trên là một ví dụ về khung nhận thức. Cụ thể, tôi đã đặt trải nghiệm và học một kỹ năng mới vào. Tôi đã đặt trải nghiệm và học một kỹ năng mới vào chiếc khung của sự dễ dàng, tốc độ hoàn thành nhanh chóng và cảm giác thích thú. Nếu tôi muốn đặt kỹ năng này vào chiếc khung của sự đau khổ và khó nhọc thì việc đó cũng không khó khăn gì. Chẳng hạn, kỹ năng đóng khung nhận thức rất khó học và bạn phải luyện tập liên tục với bất cứ người nào mình gặp. Điều này có nghĩa là sau khi bắt đầu sử dụng kỹ năng này, bạn sẽ mất một thời gian để trở nên thành thạo và phải tốn một chút công sức. Bạn có thể sẽ đạt được những kết quả mình mong bằng cách đóng khung nhận thức một cách cẩn thận. Bạn cũng có thể gây tổn hại đến kết quả công việc nếu đóng khung mà không có kế hoạch, hoặc bạn có thể chẳng làm gì cả. Lựa chọn phương án thứ hai hoặc thứ ba đồng nghĩa với việc bạn đang tự làm cho công việc life coach của mình vất vả hơn và bớt thú vị đi. Một trong những thách thức mà tất cả mọi life coach đều gặp phải là làm thế nào để giữ cho buổi coach không vượt quá giới hạn thời gian. Đây là một việc rất dễ xảy ra và sẽ tạo nên một tiền lệ không tốt, đồng thời sẽ làm giảm nguồn thu của bạn. Đóng khung nhận thức là một công cụ hết sức hiệu quả để giải quyết vấn đề này. Chào buổi sáng, anh Giang, trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn xác nhận lại rằng buổi coach này sẽ kéo dài 45 phút và sẽ kết thúc vào lúc 11:45, có đúng không ạ? Khung nhận thức này sẽ đặt ra giới hạn về thời gian cho cuộc gọi. Nhờ đó, sau 40 phút trôi qua, bạn có thể nói với khách hàng vào một lúc nào đó khi cuộc trò chuyện giữa hai người đang tạm dừng rằng bây giờ đã là 11:40, chúng ta còn 5 phút với nhau.
cách hiệu quả nhất để sử dụng khoảng thời gian còn lại là gì? Khung nhận thức được thiết lập ở đầu cuộc gọi cho phép bạn nhắc đến vấn đề thời gian một cách thoải mái, ở cuối cuộc gọi mà không phải lo ngại rằng mình đang cắt ngang cuộc trò chuyện. Khi bạn sử dụng kỹ thuật này, việc bạn kết thúc cuộc gọi sẽ không có gì là đột ngột cả. Ở đầu cuộc gọi, bạn đã nhắc đến vấn đề thời gian với khách hàng rồi, cho nên ở cuối cuộc gọi, bạn chỉ lặp lại điều đó để hoàn thành một buổi cốt trọn vẹn mà thôi. Việc đóng khung nhận thức như vậy đã giúp tôi khắc phục được vấn đề vượt quá thời gian cũng như những ảnh hưởng tiêu cực mà điều đó gây ra với lịch làm việc của mình ở giai đoạn đầu trong sự nghiệp Lycos. Điều chỉnh khung nhận thức khác với đóng khung nhận thức, bởi điều chỉnh khung nhận thức giúp khách hàng có nhiều lựa chọn, từ đó cho họ cơ hội thay đổi cách suy nghĩ về các sự việc và quan niệm. Khi điều chỉnh khung nhận thức của khách hàng về một sự việc, bạn không làm thay đổi sự việc đó mà chỉ đơn giản là giúp họ có một cách nhìn khác. Đóng khung nhận thức nghĩa là thiết lập bối cảnh, còn điều chỉnh khung nhận thức là thay đổi bối cảnh bằng cách mang đến cho khách hàng một cách nhìn nhận khác. Làm như vậy, bạn sẽ giải phóng khách hàng khỏi tình trạng mắc kẹt một cách nhìn nhận nào đó về tình huống, bức tranh hoặc sự việc. Điều chỉnh khung nhận thức là một công cụ rất tuyệt vời để giải thoát cho khách hàng khỏi tình trạng suy nghĩ theo lối mòn. Chắc hẳn bạn đã nhiều lần nghe một câu hỏi rất phổ biến là chiếc cốc vơi một nửa hay đầy một nửa. Điều chỉnh khung nhận thức sẽ giúp bạn thay đổi cách nhìn nhận của khách hàng từ chiếc cốc vơi một nửa sang chiếc cốc đầy một nửa. Bạn nhất định phải phân biệt được khách hàng đang có thói quen suy nghĩ tiêu cực hay tích cực. Quá trình nỗ lực đạt được mục tiêu sẽ tốn công sức hơn rất nhiều khi khách hàng có những thói quen suy nghĩ tiêu cực so với khi họ có những thói quen suy nghĩ tích cực. Đây là lúc việc điều chỉnh khung nhận thức phát huy tác dụng. Ký ức đầu tiên của tôi về việc điều chỉnh khung nhận thức là ở một buổi lễ trao phần thưởng ở trường. Hồi tôi còn đi học, lúc đó tôi đang ở cùng một người bạn và cô ấy than thở với tôi rằng mình đang bị bố mẹ làm cho xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Vì gặp ai họ cũng khoe là con gái mình thông minh đến mức nào và họ tự hào về cô ấy ra sao. Tôi trả lời rằng cậu thật may mắn khi có những người cha mẹ quan tâm đến con mình đủ nhiều để tham dự buổi lễ. Cả bố lẫn mẹ tớ đều chẳng thèm bận tâm. Cậu có muốn đổi bố mẹ với tớ không? Dù không nhớ chính xác nhưng tôi cam đoan là sau khi nghe tôi nói như vậy, cô ấy đã tươi tỉnh lên thấy rõ. Tôi còn nhớ là ngay sau đó cô ấy đi đến chỗ ngồi cạnh bố mẹ mình. Lúc đó tôi đã không biết rằng khả năng điều chỉnh khung nhận thức này đến một ngày sẽ trở thành một trong những kỹ năng quý giá của mình trong công việc Lycos. Có một khách hàng đã nói với tôi rằng cô ấy nghĩ mình đang bị sếp bắt nạt. Tôi điều chỉnh khung nhận thức của cô ấy bằng cách nói: tôi hiểu vì sao bạn lại nghĩ rằng mình đang bị sếp bắt nạt. Tôi có một khách hàng rất giống bạn, thậm chí cô ấy đang gặp một hoàn cảnh y hệt. Cô ấy tin rằng mình là một người rất đặc biệt và xứng đáng được bồi dưỡng. Người sếp đó dù không thân thiện và có cách làm hơi cộc cằn đang giúp cô ấy phát triển các năng lực của bản thân và trở thành một nhân viên được đánh giá cao hơn. Sau khi điều chỉnh khung nhận thức, hãy luôn im lặng một lúc để khách hàng có thời gian suy nghĩ về những gì bạn vừa nói cũng như so sánh trường hợp đó với hoàn cảnh của bản thân. Trong ví dụ mà tôi đang nói đến, người khách hàng đã đồng ý với sự so sánh đó và chấp nhận tiếp thu cách suy nghĩ chiếc cốc đầy một nửa. Nhưng đôi khi cũng có những khách hàng sẽ khước từ việc tôi điều chỉnh khung nhận thức của họ. Trong những tình huống như vậy, nếu khách hàng không chấp nhận cách điều chỉnh khung nhận thức của bạn thì có thể họ là người thích đóng vai nạn nhân. Tùy thuộc vào mối quan hệ của khách hàng này, hãy đặt câu hỏi rằng họ được lợi gì từ việc suy nghĩ như vậy về hành động của người sếp. Bạn chỉ nên dùng cách này, và nếu đã xây dựng được một mối quan hệ vững chắc với khách hàng sau khi họ đã đồng ý rằng bạn được phép bất đồng quan điểm với họ với mục đích cuối cùng là giúp đỡ họ. Nếu việc điều chỉnh khung nhận thức không có tác dụng, bạn cần phải xem xét lại hoàn cảnh, quá khứ, mục tiêu và nguyện vọng của khách hàng. Ví dụ, nếu khách hàng từng nói với bạn là họ muốn tìm một công việc tốt hơn, đồng thời những lời họ nói thể hiện rằng họ sẵn sàng nhảy việc, thì bạn có thể điều chỉnh khung nhận thức của họ theo cách khác. Vài năm trước, tôi cũng từng có một người sếp thường xuyên bắt nạt mình và ông ấy đã làm cho cuộc sống của tôi vô cùng khổ sở. Nhưng đến một ngày, tôi quyết định coi điều này là động lực để tìm một công việc xứng đáng với giá trị của mình. Tôi đã phải mất một thời gian mới tìm thấy được công việc của mình mong muốn. Nhưng hành động đưa ra quyết định nghỉ việc đã giúp tôi sống có mục đích hơn. Và bạn có biết chuyện gì xảy ra không?
Đến lúc tôi chuẩn bị rời khỏi công ty cũ, mối quan hệ của tôi với người sếp đó đã thay đổi. Tôi quyết định ở lại để phát triển sự nghiệp ở một môi trường mà mình đã quen thuộc. Cách điều chỉnh khung nhận thức này giúp cho khách hàng có thể linh hoạt trong việc quyết định đi hay ở. Và qua đó bạn ngụ ý rằng dù sao thì họ cũng phải đưa ra hành động. Khách hàng sẽ có được những phương án định hướng sự nghiệp khác nhau. Bên cạnh đó, khung nhận thức này tạo cho khách hàng cảm giác rằng họ có quyền lựa chọn cách suy nghĩ và hành động của người sếp. Và rằng nếu họ thay đổi cách suy nghĩ, kết quả của họ nhận được cũng sẽ thay đổi theo. Khi tôi giải thích về những lợi ích của việc tập thể dục cho một khách hàng của mình, cô ấy đã đáp lại rằng: "Tôi không muốn tập thể dục vì tôi không thích cả người mồ hôi nhễ nhại." Khách hàng này là trưởng phòng kinh doanh khu vực của một công ty máy tính lớn và tôi đã nhận thấy rằng cô ấy cực kỳ coi trọng làn da của mình. Chẳng hạn, cô ấy chỉ uống nước và nước ép hoa quả tươi. Cô ấy cũng liên tục cảm thấy căng thẳng do áp lực công việc. Được trang bị những thông tin này, tôi đã chuẩn bị câu trả lời của mình như sau. Thật là trùng hợp, tôi cũng từng cảm thấy như vậy về việc đó, mồ hôi. Về việc đổ mồ hôi cho đến khi nhà trị liệu sắc đẹp giải thích với tôi rằng việc đổ mồ hôi, đặc biệt là khi tập thể dục, không chỉ giúp cho chúng ta có một cơ thể đẹp mà quan trọng hơn còn là cách thay lọc làn da của chúng ta tự nhiên và hiệu quả nhất có thể. Theo lời cô ấy thì khi tập thể dục bạn sẽ sản sinh ra endorphin, nội tiết tố này di chuyển khắp cơ thể và làm giảm căng thẳng cho các tế bào. Quá trình đổ mồ hôi cũng loại bỏ các chất oxy hóa gây lão hóa, từ đó giữ cho làn da của bạn tươi trẻ, trắng sáng và khỏe mạnh. Cô ấy đã tham gia vào một câu lạc bộ sức khỏe có phòng xông hơi và sau đó mỗi lần bơi lội đều dành một chút thời gian để xông hơi. Đây không hẳn là kết quả mà tôi hình dung lúc đầu. Thực ra tôi muốn cô ấy tập một loại hình cardio nào đó. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì khách hàng này cũng đã bắt đầu một chế độ rèn luyện thể chất, việc mà cô ấy đã trì hoãn nhiều năm. Theo tôi được biết thì đến bây giờ cô ấy vẫn thường xuyên bơi lội. Trong ví dụ vừa rồi có hai điểm quan trọng. Thứ nhất, việc điều chỉnh khung nhận thức đã khích lệ khách hàng xem xét phương án tập thể dục. Thứ hai, điều chỉnh đó có tương thích với mục tiêu mà khách hàng muốn đạt được, một lợi ích dành cho người coach. Mục đích chính của việc điều chỉnh khung nhận thức là để giúp khách hàng thấy được mặt tích cực hay lợi ích của một sự việc. Vai trò của bạn ở đây là làm thế nào để khung nhận thức mới tương thích với kết quả mà khách hàng mong muốn. Khi đó, khách hàng sẽ sẵn lòng xem xét hoặc chấp nhận những góc nhìn mới. Một khách hàng khác của tôi vì bực tức với vợ mình và phàn nàn rằng cô ấy cứ liên tục dọn dẹp mọi thứ xung quanh anh ấy khi làm việc với khách hàng khác giới. Tôi luôn lấy ví dụ về một bên thứ ba cùng giới tính với họ. Việc này sẽ loại trừ khả năng khách hàng không chấp nhận những điều tôi nói dựa trên lý lẽ rằng thì đó là cách nghĩ của phụ nữ các cô. Tôi đáp lại, có một bác sĩ đã kể cho tôi nghe rằng vợ ông ấy luôn luôn muốn thể hiện bà yêu ông đến mức nào bằng cách liên tục dọn dẹp những đống bừa bộn của ông. Điều này đã từng làm vị bác sĩ rất khó chịu cho đến khi ông ấy hiểu được rằng việc để vợ mình thể hiện tình cảm theo cách đó chính là một cách để ông bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của bà với cuộc hôn nhân của hai người. Vị bác sĩ này cũng nhận ra rằng chính ông ấy cũng có những thói quen khiến vợ mình khó chịu, nhưng bà ấy chấp nhận rằng những điều đó là một phần của người đàn ông mà mình đã đem lòng yêu. Điều chỉnh khung nhận thức là một công cụ có tác dụng nhất thời để tăng khả năng đạt được những kết quả tích cực. Bạn có thể sử dụng kết hợp phép ẩn dụ, cách diễn đạt ngôn ngữ, chương trình meta và các kỹ thuật mô hình Likert xoắn ốc xem chương 17. Điều chỉnh khung nhận thức sẽ giúp bạn tìm ra vấn đề cốt lõi, là lựa chọn được một vài phương pháp phù hợp trong cuốn sách này để giải quyết vấn đề đó. Mặc dù vậy, điều chỉnh khung nhận thức chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho việc giao tiếp chứ không phải là một kỹ thuật giải quyết vấn đề, và lại càng không phải là một dạng can thiệp bằng trị liệu. Tổng kết, một số họa sĩ cho rằng một bức tranh có thể bị thay đổi hoàn toàn và nếu được thay bằng một chiếc khung khác. Bạn có thể dùng phương pháp đóng khung nhận thức để giữ cho buổi cốt không vượt quá giới hạn thời gian. Điều chỉnh khung nhận thức là một công cụ có tác dụng nhất thời. Đóng khung nhận thức nghĩa là thiết lập bối cảnh. Điều chỉnh khung nhận thức nghĩa là thay đổi bối cảnh. Hết chương 9.